Các bạn đã thấy một con chuột có màn hình như thế này chưa? Một con chuột có màn hình. Liệu rằng một con chuột có màn hình có thực sự cần thiết không? Thử coi video này xem sao. Trong cái thời điểm hiện tại này thì mọi người đang dần hướng tới những con chuột siêu nhẹ. Cho mình hỏi là ở đây có ai còn xài chuột nặng nặng đầm tay không? Có không? Có không? Có ai không? Cả ba con chuột này á thì đều không có nhẹ một chút xíu nào hết. Đây là bộ ba con chuột đến từ nhà Rapu. Chúng ta sẽ có ba cái mẫu chuột như thế này. Mình đã được cầm ba con chuột này cách đây hơn 2 tuần và mình cũng đã trải nghiệm từng con một, và mình đã tìm ra cho mình được một cái con chuột mà mình ưng ý. Ba cái con này thì nó lại không dành cho những người đam mê chuột nhẹ đâu các bạn. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thử chuột đầm tay một chút thì trải nghiệm lại có lỡ đâu nó ghi làm sao. Chúng ta sẽ có ba mẫu chuột là V30 VX, VT350S và VT960S. Trong ba con này thì V30 VX là cái con có giá rẻ nhất và cái giá của nó nằm đâu đó khoảng 700.000. Giờ chuột nào cũng trên 500 hết trơn. Ba cái con chuột này đều sở hữu cái mắt độc của PixArt các bạn. Nó xuất hiện trên nhiều cái dòng chuột cao cấp khác, ví dụ như Pulsa cũng có, ví dụ như Endgame Gear cũng có. Khi các bạn cầm mấy con chuột này các bạn sẽ thấy cái kiểu dáng nó, các bạn thấy có quen không? Thấy có quen không? Quen đúng không? Bởi vì nó nằm ở đâu đó một cái dòng chuột nào đó mà chúng ta nhìn rất là quen. Ok. Switch của ba con này đều là switch Omron. Và cho các bạn nghe thử cái switch Omron nó khác với lại cái switch thai chỗ nào. Các bạn sẽ thấy âm thanh của nó sẽ nhỏ hơn. Ai mà thích yên tĩnh chút xíu thì chúng ta vẫn có con chuột này và cũng ra có một cái âm thanh nó nhẹ nhàng hơn. Khi mà mình xài ba cái con chuột này á thì mình mới thấy là cái bàn tay của mình ha. Đây, cho các bạn xem cái bàn tay của mình ha. Cái phần lòng bàn tay rất là to và ngón rất là ngắn. Thì cái con 960S là cái con phù hợp với mình nhất, là bởi vì các bạn hãy nhìn cái kiểu dáng của nó, nó sẽ không có cái phần gù, cho nên là cái tay của mình nó vào là nó vừa luôn, chứ nó không bị cấn ha. 960S này á thì mình cầm vừa, nhưng mà để mà cầm mà nó ôm trọn cái lòng bàn tay của mình á thì là con 350S. Cảm giác ôm rất là trọn tay mà không biết cảm giác này ở đâu. Phần khung của cái con chuột có màn hình này là nhôm. Cái phần nhôm này nó nguyên cả một khối như thế này. Khi mà chúng ta xài á thì nó khá là trượt. Mình thật sự nha, nó vẫn trượt. Hai cái con còn lại, một con là nó phủ cao su, còn một con á là nó có những cái họa tiết hoa văn ở, thì khi các bạn cầm nó sẽ rất là chắc tay. Cho những cái bạn nào mà thích macro trên con chuột á thì nhà Rabu họ thả rất là nhiều các cái phím chức năng luôn. Con nào cũng cực kỳ là nhiều phím. Bản thân của dao heo không có cần gắn macro, bởi vì mình thường chỉ dùng máy để mình xem phim, mình lướt Facebook hay là mình edit video chút xíu, rồi mình chơi một số cái tựa game nó nhẹ nhàng, nó đơn giản á. Ăn thịt người đi, đập đó, đúng rồi, quất đi. Đúng rồi, quất đó. Đúng rồi, giải trí nhẹ nhàng. Với những bạn mà try hard game á, những bạn mà muốn lia nhiều mà thời gian dài á, thì những cái con chuột nặng nó thật sự nó rất là khó khăn với các bạn. Nhưng mà nếu như chúng ta lấy những con chuột này để đi tập luyện thì sao? Có phải là giống như kiểu Son Goku mà đeo tạ lên trên người không? Tập thời gian tay lên cơ, sau đó đi thi đấu. Đỉnh của chóp luôn. Ba cái con này mình đều đã sử dụng qua hết, nhưng mà thực tế con 960S là cái con mình sử dụng nhiều nhất. Bản thân mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về con 960S này nhiều hơn. Một cái con chuột nó không có giống bất cứ một cái con chuột nào. Nó cực kỳ lạ kỳ. Nó có một cái màn hình. Thực tế thì màn hình thì có nhiều cái mẫu chuột khác nó cũng có màn hình. Có con ở cạnh bên, có con ở dưới đáy, nhưng mà cái con này nó làm cái màn hình ở ngay cái phần gù của con chuột. Nếu như là lần đầu tiên bạn nhìn thấy con chuột này thì bạn hãy nhìn vào phần logo của nó ở giữa cái thân. Cái logo của nó được uốn cái phần nhựa bóng rất là đẹp. Và khi chúng ta nhìn vào có cảm giác như nó giống như là một cái hố đen vậy. Nó cứ hút mọi thứ vào bên trong của nó. Như mình nói mới nãy, đây là một cái khung bằng nhôm. Bình thường chuột của chúng ta bằng nhựa không à, nhưng mà chạm vô con này thì nó là bằng nhôm. Cho nên là cảm giác nó mát lạnh ở cái phần tay đó ha. Phòng máy lạnh thì chắc phê lắm. Với cái kiểu thiết kế như thế này, thực tế cái con chuột này nó chỉ có khoảng 2/3 là con chuột mà thôi. Còn phần còn lại là phần nhôm. Cái mặt của nó sẽ được đặt ở phía trên, và cái phần nhôm dưới nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ làm cho cái con chuột này nó cân bằng. Với những bạn mà ngón tay dài và lòng bàn tay to thì các bạn sẽ bị một cái vấn đề, đó là cái phần rìa cạnh này các bạn sẽ bị cấn. Đúng, nó sẽ cấn vào lòng bàn tay của các bạn. Có cảm giác khi mà các bạn sử dụng cái con chuột này nó sẽ chì cái tay phần này phía sau này xuống một chút xíu. Còn với mình thì nó vừa y. Mình không vấn đề, tay mình nó nhỏ, mình cầm con chuột nhỏ này
là gần như là nó ôm hết vào cái tay của mình. Và mình cũng không có cảm giác khó chịu gì khi sử dụng cái con chuột này. Có thể là lúc đầu á, chúng ta sử dụng những cái con chuột mà nó gù lên như thế này sẵn rồi, chúng ta cầm thì chúng ta sẽ thấy quen. Nhưng mà qua cái con chuột này chúng ta cảm giác gọi là nó lạ quá, cho nên là chúng ta phải tập lại từ đầu. Trong cả ba con chuột nó đều có một cái receiver stand như thế này. Mà cái thích thú nhất của một cái con chuột á, đó là cái phụ kiện. Và chúng ta được nhiều cái phụ kiện hay ho. Giả dụ như đây, đây là một cái sợi dây cáp của nó, và nó làm bằng loại dây mà siêu nhẹ và siêu mềm này nè. Miếng lót này là để các bạn dán lên trên con chuột đó, để cho nó không bị bóng như thế này các bạn. Đó, với những ai mà bị chảy mồ hôi ngón tay á, chống trơn trượt ha. Đó, 3M đàng hoàng. Một số cái con chuột đắt tiền, có những con nó không cho các bạn cái fit này đâu. Một thời gian khi mà các bạn sử dụng những cái fit này nó bị mòn rồi chẳng hạn, thì rõ ràng khi mà chúng ta có một cái fit như thế này thì nó quá là hợp lý cho chúng ta luôn. Trong những cái năm gần đây á, các bạn nghe thấy cái cụm từ là thương hiệu cá nhân rất là nhiều đúng không? Cái con chuột này nó cũng thiết kế để nó xử lý cái việc đó. Các bạn có thể gán cái thương hiệu cá nhân của các bạn vào bên trong cái màn hình nhỏ này. Ví dụ như mình đang để cái logo của Giao Heo ở ngay trong này đây các bạn. Một cái con chuột này nó có cái màn hình. Vậy thì thực tế nó có lợi ích gì không? Có nhiều lợi ích chứ. Tưởng tượng bình thường chúng ta sử dụng một con chuột không dây đi, chúng ta đang xài hết pin, nó có cái màn hình thì nó sẽ hiển thị cái mức thông báo pin ở trên này một cách rõ ràng nhất. Với những bạn muốn thiết lập DPI, các bạn không biết là mình đang ở mức DPI nào, các bạn bấm vào các bạn cũng sẽ thấy được mức DPI của nó nằm ở phía trên cái con chuột này. Và nó có vô vàn những cái setup khác nhau cho cái con chuột này ha. Sắp tới mà mấy ổng bỏ thêm cái đồng hồ lên đây nữa chắc hợp lý luôn á. Mình gần như là không còn chơi game nhiều nữa các bạn. Mình cũng không phải là lựa chuột để mà mình chơi game nữa. Mình lựa một cái con chuột mà nó lạ, nó độc để làm cái gì? Để cho nó phù hợp với cái setup gốc máy tính của mình. Bây giờ nó giống như là một cái vật trang trí với mình nhiều hơn các bạn. Thời gian đâu mà ngồi đó mà gai cày game. Chỉ có lâu lâu á, đi làm về, xong rồi đi vào trong góc máy tính, bật cái máy lên, xong rồi mình nhìn cái dàn máy của mình, mình tự hào, tao đã có một cái góc máy tính như vậy. Đã thiệt. Lâu lâu ngồi nhìn cứ bật đèn lên ngồi ngưỡng mộ vậy thôi. Xong tắt đèn đi tắm đi ngủ. Đó, có ai giống tôi vậy không? Rồi lâu lâu lấy một cái bàn phím lạ lạ ra ngồi gõ, xong rồi cầm một cái con chuột nó lạ như thế này, nó hay ho như thế này. Nói thiệt với mấy ông á, đôi khi ra góc máy bật game lên cái nằm ghế ngồi ngủ luôn. Ngồi ngủ luôn đó, tin không? Những cái con chuột của Rayfu đến với mình một cách tình cờ, đó là mình có một người em. Nó nói là anh ơi em có một cái con chuột. Con chuột nó độc lắm, nhìn nó không có giống một con chuột nào khác hết. Nên mình nghe là mình khóa liền. Và thế là mình đã có trên tay cái con chuột này các bạn. Cảm ơn Mai Hoàng đã tài trợ ba con chuột này để mình có cơ hội mình trên tay và được trải nghiệm thêm hai cái con chuột khác nữa. Cảm giác nó kiểu dáng của nó cũng giống như những cái con chuột mà mình đã từng sử dụng thôi. Và mình muốn có cái gì đó khác so với những cái con chuột đó, và mình đã lựa chọn cái con Rayfu VT960S này. Bản thân một cái con chuột thì nó cũng giống bất cứ những cái sản phẩm gear nào dành cho PC, đó chính là các bạn phải đi ra ngoài để các bạn cầm trên tay nè, các bạn cầm và các bạn trải nghiệm nó thử xem liệu rằng nó có hợp với các bạn không. Khi mà mình cảm nhận mình thấy thích thú về nó rồi đó thì mình xách nó về. Cảm ơn các bạn đã xem video này ngay tại Giao Heo Studio. Và mình là Giao Heo, mình có gì mình khoe đó, và mình khoe Rayfu.